Xin chào tất cả các anh em nha. Video này phải dành tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dán Rovan Valencia Europe. Khi tham gia dán các bạn sẽ nhận được 0.5 token của hiệu Rovan. Token này là Binance là hoặc là Uniswap tất cả anh em. Chương trình này giới hạn cho 5.000 người đầu tiên tham gia. Các bạn nên gặp cái video này lên làm liền các bạn để end ạ. Và chương trình airdrop này nó sẽ phân phối sau nó sẽ kết thúc vào nó airdrop bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2020 và phân phối sau một tuần nha các bạn. Airdrop bắt đầu ngày 4 tháng 10 năm 2020. Phân phối sau một tuần. Rồi để tham gia dán các bạn làm nhiệm vụ các bạn join cái hai kênh Telegram đó các bạn. Theo Word và Facebook của bạn theo dõi nó luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên xuống đây thì các bạn điền địa chỉ email của mình nè. Anh Nhân Quỳnh. Cái này càng ngon nha các bạn. Rồi tên người dùng theo Word. Các bạn mở theo Word của mình vào setting. Vào trang cá nhân của mình lấy username theo Word mình các bạn. Nhưng bữa nào mà làm airdrop mà không biết lấy thì có thể bắt riêng cho mình các bạn. 2, 4, 6, 8, 10. Lấy chính xác các bạn. Rồi tên người dùng Telegram các bạn vào trang cá nhân Telegram của mình. Các bạn copy cái vào setting copy của username Telegram mình các bạn. Rồi đây thì liên kết giới thiệu. Rồi các bạn nhấp vào Facebook các bạn. Các bạn lấy cái đường link Facebook của mình nha các bạn. Các bạn nào mà xài trên ứng dụng thì các bạn vào cài đặt lấy cái username của mình nha tất cả các bạn. Lấy mấy cái username này, cái đường link này quá dễ. Các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Các bạn bấm nút chia sẻ nè. Rồi các bạn bấm nút sao chép liên kết nha các bạn. Đầu từ Phan các bạn. Rồi các bạn bấm sao chép liên kết trang cá nhân của mình các bạn. Rồi các bạn trở lại đi các bạn. Đây là mình thấy dự án này quá là ngon rồi các bạn ơi. Rồi nha các bạn. Các bạn trở lại trang nha các bạn. Đâu ta. Tại cái máy lóc chậm ghê ta ơi. Các bạn chờ mình thông cảm chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn bỏ đi. Các bạn bắt vào chỗ này nha các bạn. Bắt vào đây nha các bạn. Đâu rồi ta không ăn ta. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Vào vô Facebook. Rồi các bạn xuống đây. Các bạn đi chỉ với nhà 20 nha các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng Bet20 Smart Chain của một cái sàn Binance, một cái mạng mới ra nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ETH nè. Các bạn lấy địa chỉ, các bạn sao chép địa chỉ ETH nha các bạn. Con chắc không nó. Ơi, bắt vào đây nè các bạn. Rồi tên người dùng giới thiệu thì bạn đi tải lên một chia sẻ của chúng tôi. Dòng hết cái dòng này nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn. Phan Hoàng để mình hướng dẫn các bạn chia sẻ các bạn. Rồi các bạn muốn chia sẻ được các bạn nhấp vào trang Twitter của nó các bạn. Đang mình kiếm cái bài viết của nó mình chia sẻ các bạn ơi. Rồi các bạn chờ nó lâu chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ lên trang dòng thời gian của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn bấm vào sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn nhìn nè. Các bạn đăng test. Rồi các bạn bấm đăng test nha các bạn. Đâu phải không có biết lộn gì chính xác không nữa. Để mình qua mình coi kiểm tra rồi các bạn nhấp vào hồ sơ coi lại. Mình để bấm chờ chia sẻ lại các bạn chia sẻ lại nè. Sao nhép giờ cái tạm theo Word. Cái này nó kêu mình chia sẻ lên Facebook, Zalo gì cũng được, theo Word cũng được nên mình chia sẻ lên Instagram theo Word.
Thôi các bạn sao chép liên kết đi các bạn ơi. Mình chia sẻ bên qua bên Facebook đi các bạn ơi. Các bạn cũng mở trang web này ra các bạn. Các bạn vào Facebook đi các bạn. Đã phải yêu cầu của nó các bạn. Chia sẻ hay góp tải màn hình của chúng tôi nó. Rồi các bạn nhấp vào Facebook đi. Facebook của ta, lên Facebook đi các bạn. Tại vì cái tài Word nãy mình copy không có được nên nó cũng hiện thumbnail đầy đủ nên mình chia sẻ với Facebook nha các bạn. Còn bạn nào rồi nhấp vào đây. Rồi, bạn đang cái gì các bạn bắt vào đây các bạn. Rồi còn dán vào các bạn. Rồi bạn ơi, các bạn đâu là đi qua Facebook mình copy cái này mình chia sẻ nó cũng hiện thumbnail của bài đăng của nó mới được các bạn ơi. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Qua mình làm lại các bạn bấm vào chip dẫn test lại nè. Các bạn cứ gõ vào username của nó nha các bạn. À còn Google. Nãy mình định các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn vào đây nè, các bạn vào một hồ sơ của mình lên nha các bạn. Các bạn tweet lên nè chứ. Bạn chia sẻ cái ta VVSN sao chép liên kết. Rồi các bạn cái gì chụp màn hình của nó lại các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn chụp màn hình xong các bạn gửi cho nó cái tạt chia sẻ hay góp. Rồi các bạn chờ chút nha, bạn chọn từ thiết bị nè. Chờ lúc anh. Rồi bạn chọn chữ tạt. Khoan. Nhiều tạt nữa không anh. Nếu kêu chia sẻ lên một cái bài đăng trên trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn tại mình cái máy của mình trên điện thoại mình copy nguyên cái bài rồi đăng của nó hay góp nó được nên mình phải dùng cách đó thôi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi. Tại là quá ta. Rồi các bạn bấm nút tải lên nha các bạn. Rồi sau khi chờ nó tải một chút nha các bạn. Chia sẻ các bạn. Tôi các bạn bấm vào gỡ các bạn. Rồi ok vậy mình đã hoàn thành án các bạn nhớ cho mình xin một like đăng ký cập nhật những clip tiếp theo thế mình cũng chào tạm cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hay góp của mình.